Xin chào các bạn, chúng ta cùng học tiếng Việt lớp 1 nhé. Bắt đầu học thôi nào. Eat. Eat, eat. Viết. Vở viết, viết, sắc viết. Biết. Vở viết, viết, sắc viết. Nhiệt độ. Nhờ ít nhiệt nặng nhiệt. Ít hoa và ít thường. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học này. Cà rốt là thức ăn ưa thích của thỏ. Ít. Ít. Yên. Ít. Ít. Giỏi quá, bạn đã hoàn thành bài học này. Bạn hãy chạm vào nút bên dưới để quay về mục lục.